Thưa quý vị, từ những sản phẩm thủ công truyền thống được làm bằng chất liệu từ cỏ bàn hay tre lục bình khá thô mộc, nhưng qua bàn tay khéo léo, những sản phẩm chân quê đã được thổi hồn bằng những hòa tiết hoa văn để tạo nên những gam màu sống động bắt mắt và có giá trị cao trên thị trường. Chủ nhân của những chiếc túi sách cỏ bàn vô cùng bắt mắt này là chị Ngô Thị Mỹ Dung ở xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ. Dũng là một giáo viên dạy môn mỹ thuật. Qua bàn tay khéo léo của chị, chiếc túi cỏ bàn đã khoác lên mình chiếc áo mới với nhiều màu sắc. Chị Dung chia sẻ, để tạo ra một chiếc túi sách hoàn chỉnh, ngoài vẽ mẫu phát thảo thì phải trải qua nhiều công đoạn như vệ sinh túi, phơi khô, xử lý chống ẩm mốc, tạo hình và trang trí. Để sản phẩm nổi bật phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, chị đã tìm tòi và cập nhật các xu hướng thời trang để làm ra những chiếc túi có kiểu dáng và họa tiết thích hợp thành công mang lại là sản phẩm dung dị đời thường được nhiều khách hàng đón nhận À, và sau khi mình à, tiếp cận được sản phẩm thì mình rất là yêu thích à, bởi sản phẩm này à, được làm từ những cái à, sợi bàn à, nó gần gũi với thiên nhiên và cái à, điều đặc biệt hơn nữa đó là à, cái những cái họa tiết mà à, được vẽ trên cái sản phẩm à, được vẽ bằng tay à, thì những cái họa tiết này á, thì chị à, chị sẽ vẽ theo cái cái yêu cầu của khách hàng à, và nó rất là tinh tế và xảo mình thấy cái sản phẩm này á nó không còn là đơn thuần là những cái sản phẩm vỏ bàn như ngày xưa nữa mà nó rất là phù hợp với thời hiện đại của mình bây giờ chăm chút cẩn thận từng công đoạn mới cảm nhận được sự yêu nghề của cô giáo trẻ Ngô Thị Mỹ Dung với công việc tay trái, vẽ túi sách cỏ bàn, không chỉ góp phần tăng thêm thu nhập, mà chị Dung còn mong muốn dùng nghệ thuật hội quả để mọi người có thể hiểu hơn về đặc trưng miền quê Đức Huệ và gắn kết tình yêu thương. Cái sản phẩm túi sách cỏ bàn này à, trước nhất là do cái sở thích của mình, thứ hai là do cái công việc chính của mình đó là một người giáo viên mỹ thuật thì trong quá trình dạy học mình muốn giáo dục cho học sinh biết tạo ra những cái sản phẩm có thể vận dụng vào trong cuộc sống mà những sản phẩm đó nó gần gũi với môi trường thân thiện với môi trường giúp bảo vệ cái môi trường sống của mình ngoài ra mình còn muốn giáo dục cho học sinh qua cái sản phẩm túi sách cổ bàn đó là gìn giữ những cái giá trị truyền thống của dân tộc cũng như những cái làng nghề truyền thống của đất nước mình thì cái sản phẩm túi sách của bàn này nó đã có nó giúp cho mình tăng thêm thu nhập của gia đình mình giải quyết thời gian nhàn rỗi. Hiện mỗi tháng chị Dung cho ra thị trường khoảng 20 đến 30 sản phẩm với giá bán từ 200 đến 500 ngàn đồng một chiếc túi. Các sản phẩm của chị chủ yếu được quảng bá trên các trang thương mại điện tử và mạng xã hội. Cái sản phẩm của chị Dung hiện nay thì được bán trên toàn quốc và nước ngoài. Tuy nhiên thì là cái cũng có những cái khó khăn là cái sản phẩm của chị Dung á, thì là chỉ có một mình chị Dung làm ra nên là cái số lượng đặt thì rất là nhiều nhưng mà do là có một mình chị Dung nên là cái sản phẩm làm ra nó nó không có được nhiều để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường hiện nay. Với đôi bàn tay khéo léo của mình, chị Ngô Thị Mỹ Dung đã khoác áo mới cho các sản phẩm từ cỏ bàn, nâng tầm các sản phẩm làng quê truyền thống thành các sản phẩm handmade cao cấp. Chị xem đây như một sứ mệnh của mình trong việc tạo ra giá trị cho xã hội, đặc biệt là cổ vũ tinh thần khởi nghiệp cho chị em